Cách tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh bạch hầu Tăng cường hệ miễn dịch là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa bệnh bạch hầu, cũng như các bệnh truyền nhiễm khác. Sau đây là một số cách giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cả trẻ em và người lớn. Một, Chế độ ăn uống cân đối Thực phẩm giàu vitamin C, cam, quýt, dứa, dầu tây, kiwi và ớt chuông đỏ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Thực phẩm giàu vitamin E, hạt hạnh nhân, hạt hướng dương và dầu thực vật. Thực phẩm giàu kẽm, thịt bò, hạt bí, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm chứa probiotic, sữa chua, kefir và các loại thực phẩm lên men giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Rau xanh và trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại. Hay uống đủ nước. Uống đủ lượng nước hàng ngày giúp duy trì sự hoạt động bình thường của cơ thể và hỗ trợ các chức năng miễn dịch. 3. Tập thể dục đều đặn. Tập thể dục vừa phải như đi bộ, chạy bộ, yoga hoặc bơi lội giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường hệ miễn dịch. 4. Ngủ đủ giấc. Ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm giúp cơ thể phục hồi và tăng cường hệ miễn dịch. 5. Giữ vệ sinh cá nhân. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Tránh chạm vào mặt, đặc biệt là mắt, mũi và miệng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. 6. Tiêm phòng vaccine Tiêm phòng vaccine đi táp hoặc ti đáp theo lịch tiêm chủng quốc gia để tạo miễn dịch chống lại bệnh bạch hầu, uống ván và ho gà. Đảm bảo tiêm nhắc lại định kỳ để duy trì hiệu quả phòng bệnh. 7. Tránh căng thẳng Căng thẳng kéo dài có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Thực hiện các biện pháp thư giãn như thiền, yoga hoặc nghe nhạc để giảm căng thẳng. 8. Bổ sung thảo dược và thực phẩm chức năng. Tỏi có tính kháng khuẩn và kháng virus, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nhân sâm được biết đến với tác dụng tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch. Thực phẩm chức năng, bổ sung vitamin và khoáng chất nếu cần thiết nhưng cần tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng. 9. Tránh tiếp xúc với người bệnh Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh bạch hầu hoặc các bệnh truyền nhiễm khác để giảm nguy cơ lây nhiễm. Kết luận, tăng cường hệ miễn dịch là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa bệnh bạch hầu và nhiều bệnh khác. Một chế độ ăn uống cân đối, lối sống lành mạnh, tiêm phòng đầy đủ và giữ gìn vệ sinh cá nhân sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình. Chúc bà con nhiều sức khỏe! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.